Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh bán hàng giao bếp Nhật nha. Thì video ngày hôm nay thì em không bán dao ha. Video ngày hôm nay em bán máy mài dao ha. Máy mài này là máy mài T4, máy mài đá nước ha. Thì con này thì em mua cũng lâu rồi, với lại thời gian gần đây cũng hơn nửa năm mà em không có sử dụng, cho nên nay em đi em lên em bán ha. Rồi em cũng có nói sơ qua về để cho mọi người biết về con máy mài Tomet 4 này. Con này á, là sản xuất ở Thụy Điển ha, và được bảo hành tới 5 năm ha. Và cái con này á, mọi người có thể tra giá ở trên Tiki nè, hay là Lazada gì đều có giá hết. Nó giá bây giờ nó như 11 triệu mấy, gần 12 triệu á. Thì con Tomet T4 này á, nó không có nguyên một cái bộ dụng cụ bự ha, chỉ có con T8 á. Con T8 thì nó tới 20 mấy triệu là luôn nguyên cái hộp dụng cụ. Thì cái con này á, là phải mua thêm cái này với lại một cái cự sửa đá nữa ha mọi người. Hai cái đó rất là mắc ha. Rồi con máy mài Tomet này T4 này á, thì em cũng có nói sơ qua là con này á, là sử dụng đá mà đá mài nước ha. Và cái đá này á, nó có hai cái chế độ, một là 250 và một cái là 1000, có cái cục sửa đá mặt 1000 ở trong đây ha. Thì cái bánh này là bánh da ha. Thì cái con này á, em là còn đầy đủ phụ kiện ha, tại vì lúc trước em mua mới nha mọi người. Đó, nhìn sơ cho mọi người nhìn ha. Đây, thì con này em ít sử dụng lắm nha mọi người. Dù mua về lâu rồi nhưng mà còn rất là mới nha. Để không à. Thì nếu mà ai mà muốn biết về máy Tomet T4 này á, thì rõ nhất á, là lên YouTube. YouTube ở bên nước ngoài người ta giới thiệu về con này rất là nhiều ha. Con này nó, cái miếng này là cái miếng dán này ha. Nó rất keo vậy đó, em dán lại thôi. Cái miếng này là dán ở đây nha. Còn cái này là cái cử nha mọi người. Cái này là cái cử để mình mài á, cái góc độ bao nhiêu á, mình chỉnh vô ha. Cái này thì mọi người về mọi người sẽ biết ha. Rồi, cái con đá này thì em có nói sơ qua là đá 250 nha mọi người, và nó có cục sửa đá 1000 ha, 1000 để dành mài bén. Và ở bên đây là bánh da ha. Thì cái con T4 này á, nó khác với con T8 là gì? Con này thì nó nhỏ hơn nha mọi người, nó nhỏ hơn, cái bánh đá nó cũng nhỏ hơn. Và một cái nữa là gì, con T8 á có thể chạy liên tục được khoảng 1 tiếng 2 tiếng đều được, nhưng con T4 á nó chỉ chạy liên tục chỉ khoảng 30 đến 45 phút thôi, là mọi người phải tắt một cái rồi khoảng chừng 20-30 giây sau mọi người mở lại ha, chứ nó không chạy liên tục được. Cái này thì nếu mà ai mua máy mới ở đâu á, hoặc là ở cái đại lý nào, người ta cũng sẽ đều nói cho mọi người biết về cái vấn đề này. Rồi thì để em nói để chút nữa em test thử về cái góc mài cho mọi người xem ha. Bây giờ thì để em mở cái thùng mà lúc trước em mua hàng mới ra cho mọi người xem ha. Thì nó còn gì nha, đây là cái cử này là mua thêm ở ngoài nha mọi người. Cái cử kẹp á, nó có một cái cử kẹp dài nữa để dành mài dao dài. Em thì không có mài mấy con dài á, dài trên 24, 27, 30 á, là em mài tay nhiều. Còn này nó mài từ 24, 21 cho xuống nha mọi người. 24, 21 cho xuống là mài vô tư luôn. Thì con này cực kỳ mài rất là đa năng luôn, có thể mài được tất cả các loại luôn, đục, kìm, kéo gì đều được. Đây, thì nó có dụng cụ của này, trong đây là bộ của nó có nè nha. Keo, với lại này em cũng chưa sử dụng gì nhiều nha mọi người, có chút xíu thôi. Bánh da. Cái này là cục sứ đá nè nha mọi người. Đây là cục sứ đá nè. Cho mọi người xem. Cục này là cục sứ đá nè mọi người nè. Đó. Nó sứ đá là 250 nè, và nó là mặt cái này nè. Mặt này là sữa nè. 20, còn mặt này là 1000 nha mọi người. Mặt mịn là 1000. Đó, hai mặt này. Mọi người để vô sữa lên ha. Thì nó có hơi mòn tí xíu đây nha mọi người, do em cũng sửa 1000 á. Nhưng mà cái này không xi nhê gì đâu nha. Này cũng nói sơ qua như vậy cho mọi người biết. Rồi, đây đi. Cái này là keo, này là để mình tra lên trên cái bánh da này nha. Tra lên trên cái bánh da. Cái bánh da nè, để mình xong rồi mình bỏ này để mình khi mà mình mài bén rồi á, thì mình đánh vô đây để mà gọi là finish, gọi là hoàn thiện cái lưỡi. Cái cục này là cái cử này đây nha mọi người. Đây nè, cái hộp này là cử này nha. Đây. Cái cử này. Đó, cái cử mài đây. Là cái hộp này nha. Đều có hộp đầy đủ hết. Cái miếng giấy này em kẹp thêm vô nè cho nó ấy, chứ không có, em sợ nó kẹp cứng quá nó hơi chạy dao á, cho nên em kẹp vô thôi.
Thì cái này chỉnh kẹp xuống nè, con này siết chặt lại, cái này chỉnh kẹp xuống, này siết chặt lại. Còn cái này là cái cự sửa đá nha mọi người, quan trọng lắm nha mọi người. Mọi người sử dụng lâu á, những ai mà sử dụng máy Tomet này á, máy lớn thì có bộ nó có rồi, bộ đó nó 20 mấy triệu rồi, bộ này thì nhỏ thôi, nhưng mà cái này phải mua riêng ha. Cái này rất là quan trọng, mọi người sử dụng lâu thời gian á, đá của mình á, nó sẽ bị trơn vên, thì mọi người sử dụng cái này để mình sửa lại cho nó tròn đều ha, cực kỳ hay luôn. Công nhận đồ của, nhưng mà em phải công nhận đồ của Thụy Sĩ á, nó cực kỳ tốt và đẹp ha. Đây là hàng mới luôn nha mọi người, em mua mới luôn. Cái này mua trên Tiki Lazada nó tới 1,9 triệu nha. À, đây hàng mới luôn, sử dụng mới còn lần hai lần vậy. Đây đây nè đó. Đó, toàn bộ đồ của em thì nó còn full bắp như vậy nha mọi người, full bắp cho mọi người xem ha. Rồi, thì cái này là còn cái hộp gì luôn nha mọi người. Đây. Thông số của nó đầy đầy đủ đây ha. Nó mệt tôi mới. Đây là hàng full hộp. Hồi xưa là mua hàng full hộp nha. Rồi, đem dịp bớt cái thùng này xuống ha. Để cho mọi người. Bây giờ nó có thêm một cái màu nữa là màu xanh rêu á mọi người, màu xanh rêu. Thế hệ em không biết, hình như màu xanh rêu là thế hệ đầu á, còn mấy hệ sau này là màu xanh này. Nè, đó, nó mệt tôi mới T4. Full hộp ha. Rồi để em để cái thùng này xuống ha. Rồi đây bây giờ tới con máy đây. Đây để em test thử mài cho mọi người xem nha. Quên bỏ cái cử vô trong ngay luôn rồi. Không có cái cử này là mài không được. Đây à, mở cái cử này ra. Thì dao nào vậy thì mọi người ấy. Bây giờ em test con máy chạy cực kỳ im nha mọi người. Nó có một cái gia tốc á, máy rồi đó, người ta nói có gia tốc á, nó rất là hay, nó chống dao bị nóng. Kẹp vào đây. Cái này thì em biết nhiều người rất là biết máy này rồi, em thì không có giới thiệu nhiều sơ thôi, cho mọi người ấy thôi. Đem đổ nước vô nha. Đây chưa hết nước rồi, phải đổ nước vô nha mọi người. Đây, cái máy mài nước mà phải có nước chứ. Ok. Rồi em sẽ test sơ cho mọi người nha. Cái này là cái cử gấp lấy độ nha mọi người. Giống như em muốn lấy gấp 15 độ đi thì em sẽ để, em để sao nó cho nó về đây nè. Khi mà bằng như vậy là 15 độ, cái này chưa bằng nha, nhưng phải hạ xuống một tí nữa. Đây. Góc này đang là góc 17 độ. Không chắc 20 á, em chỉnh lên cơ phải 20 này. Bây giờ em chỉnh lên tới 20 nha. À, em để vô đây nha nè. Góc này là khoảng 21 độ nha mọi người. Thì em sẽ mài con battery này góc 21 độ. Rồi đó. Thì ai muốn mài dao cái góc độ bao nhiêu á thì mình sẽ chỉnh cái phần đó nha. Thì em cũng có nói, em chỉ nói như vậy để cho mọi người về có thể tìm hiểu thêm ha, chứ rồi. Bây giờ đấy. Còn cái cử trên đây là mọi người cứ để vô nha rồi đẩy thôi. Đây. Đó, mọi người nghe máy chạy không? Im ru luôn nha. Rất là im luôn. Đây, test sơ nha mọi người nha. Đó, mọi người cứ để vô kéo từ từ vậy thôi nha. Đó, cái tay của mình cứ di chuyển như vậy thôi đó. Rồi chỉ kéo qua khoảng chừng 2-3 lần thôi rồi mọi người chuyển qua mặt này nha. Cái đá này nó ăn thép cực kỳ ăn luôn nha mọi người. Và cái đá này em cũng có nói luôn là nó có thể mài được siêu thép luôn, từ ZDB nè, SG2 là mấy con đó em đã từng có, cho nên em đã từng test rồi nha, cho nên em biết nha. Ok.
Không, chỉ cần dài đường nha thôi nha. Con này nó đang lục á, Betty nó đang lục chứ nó không có bén đâu. Nè mọi người nhìn nè, cái đường lưỡi mài nó cực kỳ đều và đẹp luôn nha. Rất là ấy luôn. Và chuyển qua này là bánh da, này là để đánh bóng nha mọi người. Thì cái bánh da này lúc trước là em tháo ra nha, em mới gắn lại nhưng mà em chưa có siết cho nên nó hơi quay quay á. Nếu em siết chặt lại nó ấy hơn. Tại vì em ít sử dụng bánh da lắm nha. Rồi, ok. Cực kỳ, để em lấy giấy em thử cắt thử sơ cho mọi người. Mà dài đường thôi. Đó. Ghê chưa, ghê chưa. Chỉ có khoảng chừng không tới 1 phút nữa nha mọi người. Đó. Rồi, ok. Thì hôm nay em giới thiệu con máy mài T4 này của em. Thì con này á, thì em bán với giá là 7 triệu 900 nghìn nha. Thì em cũng có nói luôn nè, đây 7 triệu 900 ngàn là em bán luôn gồm có hai cái cữ luôn nha mọi người. Hai cái cữ đó em mua không á, riêng cái cữ mà sửa đá không á, là gần 2 triệu. Cộng thêm cái cữ mà để mà mình nè, 1 triệu nữa đó, là hầu bao nhiêu là 3 triệu. Có 3 triệu như em bán máy này còn có 5 triệu rồi, trong khi máy mới mua nó tới 12 triệu ha. Cho nên á, mọi người biết á, nếu mà ai biết sử dụng máy này á, thì em thanh lý là thì giá nó rất là rẻ rồi, ha. Và một cái nữa là máy này em chỉ nhận chuyển khoản thôi nha, em không có nhận ship code. Rồi, em cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em. Mọi người nhớ là ủng hộ kênh của em bằng cách là like và subscribe kênh giúp em nha. Em cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.